chưa thấy nắng chị ơi. Hiện tại đang tua với cả Volcano số 1. Ôi đúng là Vũng Tàu, nơi của dầu mỏ. Mẹ nhìn ác chứa đâu giàn khoan à? Đây là gì à? Ở khu... đâu, đây đâu phải giàn khoan đâu, làm gì đã đến giàn khoan, chả ở xa lắm à? À đây à, giàn khoan dầu mỏ, dầu ấy, Vũng Tàu là dầu về dầu mỏ ấy. Quay này không, em cũng không biết đây phải không? À cảng à? À đây là bến cảng. Ôi dồi ôi, cứ bảo giàn khoan. À chân đế giàn khoan. Nó mới nè, đang trong giai đoạn hoàn thiện nè. Khi nào nó đóng xong nó sẽ đưa lên những con tàu chuyên dụng này, nó sẽ đưa ra biển này. Còn phía trên đây có khối lượng tàu màu trắng bên đây là cái khối lượng tàu, nó sẽ nằm ở trên cái chân đế giàn khoan. Nó cũng như là một cái block chung cư trên biển. Nóng nhỉ, nóng thật sự. Khi nào nó đóng xong nó sẽ đặt lên cái chân đế này. Để đặt những cái thiết bị máy móc mà mình khoan dầu à. Dạ, đây là nhà mình hình dung chưa? Nhà mình hình dung được chưa? Đây là hai cái chân của giàn khoan. Còn bên kia màu xám xám kia là cái tầng, những cái tầng chồng 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 lên của cái giàn khoan. Tại vì cái đoạn này làm chạy để cho mọi người chúng ta quan sát, chúng ta nghe giới thiệu. Tốc độ cả chặng dần, chặng dần, những cái chặng dần như vậy trường sinh này. Đây tốc độ. Vũng Tàu mọi người ạ. Đây là đang ở cảng Vũng Tàu, cái nơi mà hay lắp ráp cái giàn khoan ở ngoài biển đấy. Sợ quá, ngày nào đi ra đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.